Quá là xin chào bà con, hôm nay là thứ tư 22 22 tháng 7 2020 đến nhà anh Daniel. À, cùng mình, về. Chị ơi, rồi. Mình đi biển không được thì mình đi lên xuống. Đang quay đó nha, đang quay đó nha mở quanh đang quay nha. Đừng có nói tầm bậy bạ gì hết nha. Rồi, bố Thọ rồi thầy Thái hả? À, cho nó quay qua bên này để mà thấy chủ nhà được nữa chứ. Đây chủ nhà đây nha anh chị Kim bé, còn Duyên đâu rồi? À, không có đứng ngay cửa sổ ha. Coi là đó, quay đó nha, mình cứ để cho quay nha. Anh thấy nhà đóng mấy cây làm chỗ ngồi sướng út làm đó anh, đang quay đó. Ai mà bốc thịt ăn là tôi thấy liền, nó sau đó là thấy liền gốc kỳ. Ai mà thằng út nó làm đó. Dạ. Yeah. Ừ. Nó cũng giỏi á, nó đóng hai ba cái ghế nè. Ba cái ghế. Ô mày có cái con ngồi này hay lên đây nha hả? À. Thấy vậy mà cũng mất thời gian lắm nha. Thấy không? Đóng cái tay xe ở trong cái phòng này, phòng cầu chừng cái. Ngoài ghế anh Dũng ngồi đi ngồi chơi. Đúng rồi chơi anh. Ngồi nhà suốt ngày rồi, giờ đi chút. Ôi. Cái lò này giống nhà không, Dũng không có xuống, à đúng rồi, cái giống Dũng già xuống, biết chưa? Dạ, đâu có xài đâu phải không? Xuống ở đây chơi thôi. Ở đây với bà nha, không có đi vô đó, nó nóng lắm. Ừ, mẹ ở đây có cái đồng hồ đồ đổ á hả? Ủa? Biết không? Hư, nó bị hư rồi. Nó xúc đây. Ôi, tiền gôn. Tiền gôn. Thấy là nãy 12 giờ thứ 15 10 rồi em thấy Duyên nó vô, anh nói hùa nói cho anh bữa nào vậy, tại vì anh cũng lẫn đúng không, sợ không biết mình hiểu bữa nào phải không, nói ngày mai ngày ba ngày mai. Tưởng là thứ tư tuần tới hả? Duyên cú đang quay cú gì nè, thấy không camera thấy không? Có. Đó, cô bé đó đứng ở trong kia kìa, đang làm bếp á. Là Duyên á. Không biết còn ai nữa không nha. Không có đi xuống. Cũng là mấy đứa nhỏ như vậy á, không có phải lúc nào cũng phải canh nó nha. Không có rời nó một giây luôn nha. Không, đi chơi nó chơi chơi thì canh nó. Nhưng mà phải canh nó. Không cứ xuống đi làm bánh nha, cũng đi nha. Tối 4 giờ sáng ngủ được coi cái bên cờ nốt á. À. Có nhà bị cháy, mấy đứa nhỏ nó nhảy trên lầu nhảy xuống, anh có thấy không? Ồ vậy hả, mình không có, mình mới 9-10 tuổi nó nhảy xuống mà cũng có người đỡ từ 10 mét á. Mà họ đỡ là không có sao đó. Ta hỏi gì bao lúc mà cháy nha, ba má nó ở đâu mới nữa. Thời đó ba má nó thề thảm nha. Cái đó là ba má nó thề thảm đó. Nhưng mà mấy họ biết không, nhiều người họ tưởng là gì đi 10 phút 20 phút đó. Thì ba má nó mới thề thảm đó. Ồ mà tụi cái tụi đó, nếu mà không bị gì thì sao ba có accident mấy tụi nó chịu không nổi, nó phải mở cửa sổ nó nhảy xuống. Anh coi mấy cái chuyện đó là cái vấn đề rằng á, khi mà tao nhớ ở cái gì đó ông Sĩ Tâm không? Tao thấy những người trên thuốc trên cao họ nhảy luôn. Thà chết gì nó mát mẻ. Không, nhưng mà họ thì không có lựa chọn gì tôi. Không có lựa chọn, giống cái vụ mà 11 tháng 9 đó, thế từ đó, trên bao nhiêu tầng nhảy xuống không có lựa chọn. Không có lựa chọn, trời ơi. Tao từ xa mà tao thấy xa mà nhìn xa thấy giống cái vực gì nó. Ừ. Trời ơi, bởi tội nghiệp họ ghê nha. Tội nghiệp với họ là trong những cái giây phút cuối cùng á. Họ cũng chọn cái lựa chọn là cho họ chết thì mẹ. Nhưng mà tại vì lửa rồi có đâu đúng đó mà nó chịu không nổi thôi. Không biết Thái Dũng có coi vụ 11 tháng 9 mà tụi đó. Mà không cái tụi mà expert với tụi mà ấy nói chuyện nó là tụi Mỹ nó làm nổ chết đơn giản lắm. Nó nói đúng, tại sao mà nghĩ là nó đúng, tại tụi làm nổ. Dũng thấy mấy cái nhà mà nó làm sập không? Nó đề thi cái nhà mà để nó xây lại đó, thấy không? Cái nhà mà sập á, mà nó tự động nó làm á, là nó phải xuống như vậy. Nó ngã qua ngã tới. Còn cái nhà mà tự động mà sập á, mà tự động bị accident mà sập vậy á, là lúc nào cũng cứ ngã nghiêng hết á, không bao giờ mà ngã thẳng xuống vậy hết á.
nó từ trên nó nói anh sắt á, nóng quá nó rụi xuống. Sắt nóng rụi mà rụi ở trên cái chỗ trái thôi chứ làm gì rụi dưới. Không mà mình nghĩ không có chuyện đó đâu bố ơi, tại vì ai mà đi đốt nhà của mình không phải cái politics của thằng Wisconsin á là sao, tại vì nó không cho ai vô chỉ trừ cái tội mà ấy, không mà mong nghĩ không đâu, mong nghĩ không đâu là tại vì cái bà thi măng á, cái bà thi măng á nó một có một cái lạ lùng là như vậy, là một cái bà thi măng á mà tụi nó cái đám mà nó bay máy bay á, anh biết nó nhắm ngay chỗ nào, hay là 1/3 của cái chiều cao là cái điểm yếu của tụi nó, là 1/3 ở giữa gì thì nó là như vậy đó, nhưng mà mình không có nghĩ mà cái chuyện mà mình tự nhiên mình đi rút nhà mình có chứ, có vụ đó chứ, cái đó là phải nhà mình đâu, cái đó là nó giờ vui chết là biết, cái thằng, nhưng mà lúc đó là nó đang ứng cử nữa thì biết, nhưng mà anh biết không, có những cái tin đồn của này kia là do tụi ngoại quốc giống tụi Nga rồi tụi Tàu nó cung tin nữa, nó bơm thêm phải không, nó bơm thêm thông tin. Không, tại vì á khi mà mới thấy cái nhà mà nó giật sập á, với cái nhà mà tự động nó rớt xuống giống như cái ấy á, tất cả tất cả tụi nó đều tìm lý do được hết anh ơi, tụi nó bao anh biết bao nhiêu chuyện mà tụi nó tìm đủ thứ lý do để mà nó nói ngược lại hết. Mình nghĩ là không có, mình nghĩ là cái đám mà Jadis á, cái đám đó mới là cái đám mà gọi là nó nãy giờ quay đó nha, đừng có, bố đừng có nói. Giống như chuyện con cha Thung đó, chả cứ để cho mọi người chạy, mà bây giờ mà ổng bắt đầu ổng thấy 150, 140 rồi ổng hơi quảng quảng. Bắt đầu ổng mang rồi. Mặt nạ, ổng bắt đầu ổng mang mặt nạ. Ổng nó sân phú mang mặt nạ không, bây giờ ổng phải mang thôi. Bây giờ ổng cũng phải mang. Em đứng đây, em đứng đây. Nó đòi đi, em đứng đây để em canh mẹ đó. Nãy giờ nó đòi đi đó. Chắc phải đây, đây, đây chụp hình nè, đây chụp hình. Cái này nó cháy lẹ lắm mày nha. Cháy lẹ lắm. Mà thịt này nó chín ở trong rồi, chị Quanh chỉ làm chín rồi. Chị Quanh chỉ làm chu đáo nữa. Ê, mấy bố uống không? Mình lấy rượu cắt kè. Uống rượu cắt kè nha. Cười lên cái cây. Không phải cắt kè mà kỳ đà. Cho bố. Daniel, uống không? Uống miếng rồi anh Daniel. Chút xíu thôi. Uống. Chút xíu à. Ai cũng uống hả? Ai uống? 1, 2, 3, 4. Ly nhỏ vậy thôi. Đó, cái này đi được không? Đấy, con nhỏ nó không chưa đi được đâu. Uống rồi, uống thử rồi. Nhưng mà bây giờ đó. Uống rồi. Đi lại đây, ngày mai mẹ cho ngủ. Đi đặt ngủ con, đi lại bấm nằm ngủ. Chúng tôi cứ khè khè giống như Duyên nói. Khè, khè, khè. Chị để lên võng, chị đẩy đẩy rồi vô vô còn không chịu ngủ kìa. Cường Thắng không thôi. 1, 2, 3, 4 vậy là 4 5 chứ. Ít thôi nha. Ô cái đó ấy lắm á, ít thôi đó. Ít thôi. Uống giống như là không thay. Nhắm nhắm. Cười. Em mang nguyên chai là uống hết chai nha, mới gì hết nha. Uống nổi không đó? Nổi không à. À, được rồi. Chút nữa. Mà thấy được không?
Ngon. Cho lửa cao lên đi anh ơi, phải kiếm hai cục gạch để lên thôi anh ơi. Không, được rồi. Nó, no, đừng có khét giống như ông nó. Không, khét. No. Sao ba? Thôi phải đi tìm hai cục gạch lên. Em tới, ai muốn nhậu tới nhậu đi. Anh ơi phải kiếm hai cục gạch kê lên. Không, không sao, không đâu, đâu. Thấp rồi. Để làm gì nữa nha. Có nè, có tới ăn nè. Đây có một, có một. Bố anh. Bố anh. Bố thọ chứ quên. Nè. Bố thọ. Vô một cái. Vô, vô, vô. Cho nó nhanh sống tê. Vô, 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 sao sẽ lăn được cho lăn được bao nhiêu? Bốn 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 lăn Đây quý vị, rượu chuối. Rượu chuối, rượu chuối. Ah oui, ça